chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số ứng dụng mà làm trên vải dạ nỉ cứng. Ở đây thì mình có làm một số cái móc khóa như thế này. Nó khá là đơn giản, cũng không quá khó đâu. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nha. Với cái hình như thế này thì các bạn có thể ứng dụng để làm đế cốc cũng được nha. Hoặc là các bạn làm kích thước nhỏ hơn để các bạn làm móc chìa khóa như thế này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái này nha. Kích thước của cái này thì nó sẽ tùy thuộc vào cốc mà mình ứng dụng. Các bạn có thể làm rộng hơn hoặc là làm to hơn như của mình nha. Đây. Còn với móc chìa khóa thì các bạn sẽ làm hai mặt như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nha. Thì nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị đó là các hình tròn như thế này. Các bạn cắt bằng vải dạ nỉ cứng nhá. Sau khi mà các bạn cắt được những cái hình như thế này thì các bạn sẽ cắt cái miếng nhỏ nhất ra. Thank you.
Thank you.